chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái Big Socket V1. Thì cái socket này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn lắp các cái dòng Big 40 chân. Thì nó hỗ trợ cả 16F và 18F. Đây là các cái chân chờ để các bạn giao tiếp lắp với Big Kit V2, V3. Bên cạnh đó là các cái chân IO để các bạn giao tiếp với Big Kit, với chip. Socket thì sử dụng nguồn DC 5V. Bên cạnh đó có giao tiếp với PIC 18F bằng USB. Với các cái nút nhấn đơn và LED đơn.